Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 13 tháng 4 năm 2024 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của những chú chuột trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi suôn sẻ. Tam hợp nâng đỡ giúp cho người tuổi Tý hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Khả năng sáng tạo cũng như thích ứng linh hoạt giúp bản mệnh tìm ra được phương pháp xử lý hiệu quả các vấn đề đang gặp phải. Tình cảm, vận trình tình cảm nảy sinh mâu thuẫn, thổ khắc thủy, dự báo có điểm xung khắc cãi vã trong gia đình. Các cặp đôi yêu nhau cần nói chuyện rõ ràng, tránh để hiểu lầm tồn tại, khiến cho không khí gia đình thêm căng thẳng. Tài chính, vận trình tài lộc khởi sắc, con giáp này mau chóng nhận được tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Cẩn trọng, nên chú ý tới lịch sinh hoạt, hạn chế thức khuya. Tuổi Giáp Tý, bạn hạnh phúc nhất khi không quan niệm có vấn đề gì về tình yêu của kẻ thứ ba. Tuổi Bính Tý, ngỡ ngàng với bộ mặt thật của một vài người. Tuổi Mậu Tý, công việc khởi sắc nên nắm bắt cơ hội. Tuổi Canh Tý, đôi khi bạn bị phản bội mà không hề hay biết. Tuổi Nhâm Tý, bạn bè thân đến mấy cũng có lúc lừa nhau. Con số may mắn số 35, số 18, màu sắc may mắn màu vàng, màu xanh lá, quý nhân phù trợ, tuổi Thân. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi Sửu, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra không như mong đợi. Tỷ kiên xuất hiện dự báo về những vấn đề rủi ro cũng như rắc rối sẽ phải xảy ra đối với con giáp này. Tâm trạng thay đổi thất thường cũng ít nhiều ảnh hưởng tới hiệu quả đạt được trong công việc. Tình cảm, vận trình tình cảm đang còn hạn chế. Thổ khắc mộc khuyên người tuổi này nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Đừng lúc nào cũng chỉ quan tâm tới cảm xúc của mình mà bỏ quên những người ở bên cạnh. Tài chính, vận trình tài lộc bình ổn. Công việc nhờ chăm chỉ, siêng năng mà con giáp này có những nguồn thu nhập tương đối khởi sắc. Cẩn trọng, cố gắng giữ vững chính kiến, đừng để dễ dàng bị tác động. Tuổi Ất Sửu, chuyện của người khác đừng quan tâm quá nhiều. Tuổi Đinh Sửu, không nên cố chấp với ý kiến riêng của mình. Tuổi Kỷ Sửu, có duyên thì mới đi chung đường với người thiện lương. Tuổi Tân Sửu, có thể giải quyết mâu thuẫn bằng cách nhẹ nhàng hơn. Tuổi Quý Sửu, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Con số may mắn số 59, số 82, màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi Dần, công việc. Vận trình công việc của những chú hổ trong ngày hôm nay diễn ra may mắn thuận lợi. Chính quan nâng đỡ mang tới nhiều vận may cũng như khả năng thăng tiến trong công việc. Tinh thần làm việc nghiêm túc và cầu tiến giúp bản mệnh có được những kết quả đáng mong chờ. Tình cảm, vận trình tình cảm gặp nhiều tin vui, con giáp này với nửa kia đang trải qua những phút giây vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Còn đối với người độc thân có thể tìm được người bạn đời thông qua lời giới thiệu của bạn bè, người thân. Tài chính, vận trình tài lộc bấp bênh, thu nhập ổn định nhưng không biết cách tiết kiệm nên có bao nhiêu tiền cũng hết. Cẩn trọng, tránh tiến hành việc đại sự vì sẽ khó được như ý nguyện. Tuổi Giáp Dần, cần nhạy bén hơn khi đứng trước những cơ hội. Tuổi Bính Dần, cho người khác một con đường chính là cho mình một cánh cửa. Tuổi Mậu Dần, đối mặt với thách thức cần mạnh mẽ hơn. Tuổi Canh Dần, lấy thiện đãi người cũng chính là lấy thiện đãi mình. Tuổi Nhâm Dần, hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để ba hoa. Con số may mắn số 11, số 46, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi Mão, công việc. Vận trình công việc của những chú mèo trong ngày hôm nay diễn ra gặp nhiều khó khăn. Thiên quan tác động khuyên những chú mèo nên tránh xa những kẻ đang có ý định tiếp cận hay bày trò thị phi.
Bản mệnh nên tự tạo cơ hội cho mình hơn là trông đợi vào sự giúp đỡ của người khác. Tình cảm, vận trình tình cảm đang dần rạn nứt. Mộc khắc thổ cho biết mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không quá khăng khít. Ai cũng có cái tôi cá nhân ngất ngưỡng nên khó lòng dung hòa với người còn lại. Tài chính, vận trình ta lọc kém sắc, tốt nhất nên học cách sắp xếp lại chi tiêu nếu không muốn rơi vào cảnh dở khóc dở cười. Cẩn trọng, dễ bị tiểu nhân gây khó dễ khi làm việc. Tuổi Ất Mão, tiền bạc là để chi tiêu, không phải để so lường. Tuổi Đinh Mão, tiểu nhân đeo bám thị phi bổ quay. Tuổi Kỷ Mão, học làm ngơ vì thiên hạ không sống cho cuộc đời của bạn. Tuổi Tân Mão, hôn nhân đổ vỡ vì khác biệt quá lớn. Tuổi Quý Mão, cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để toàn tỉnh. Con số may mắn số 21, số 9, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Mão. 5. Tử vi hàng ngày của tuổi Thìn, công việc. Vận trình công việc của những chú rồng trong ngày hôm nay diễn ra có chút bất ổn. Tử vi ngày hôm nay khuyên con giáp này trở nên quyết định vội vàng, chóng vánh vì sẽ gây ra những tai họa khó lường bất ngờ. Nếu biết quan sát và đánh giá tình hình kỹ càng hơn thì mọi thứ sẽ không còn quá phức tạp. Tình cảm, vận trình tình cảm vẫn chưa thay đổi. Thủy khắc thổ cho biết người độc thân còn chọn cách sống khép kín. Bản mệnh chưa sẵn sàng với mối quan hệ tình cảm mới nên còn dành thời gian cho sự nghiệp nhiều hơn. Tài chính, vận trình tài lộc gặp khó khăn, cục diện tương phá, ảnh hưởng khiến việc kiếm tiền trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cẩn trọng, đề phòng tiểu nhân ném đá giấu tay và gây họa. Tuổi Giáp Thìn, muốn cải biến vận mệnh trước hết hãy sửa cách ăn nói. Tuổi Bính Thìn, hãy là một người trầm lặng bớt phô trương. Tuổi Mậu Thìn, rủi ro bất ngờ nên khó kịp xoay trở. Tuổi Canh Thìn, bớt lo xa đi, hãy sống cuộc đời của mình. Tuổi Nhâm Thìn, cần điều chỉnh lại lối sinh hoạt, càng sớm càng tốt. Con số may mắn số 25, số 44, màu sắc may mắn màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi Tỵ, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi hết ý. Chính ẩn nâng bước con giáp này có nhiều cơ hội để thăng tiến, đặc biệt là những người đang làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Nhờ có cấp trên tin tưởng, tín nhiệm mà mọi thứ đều trở nên thuận lợi đến không ngờ. Tình cảm, vận trình tình cảm, hòa hợp, ấm áp. Hỏa sinh thổ giúp cho những người yêu nhau có sự đồng điệu trong cảm xúc, suy nghĩ. Cả hai thấu hiểu từng chút một dù không cần phải nói ra quá nhiều. Tài chính, vận trình tài lộc khởi sắc, con giáp này có thể cải thiện được thu nhập của mình nhờ sự sáng dạ và nhanh trí. Cẩn trọng, nên tận dụng cơ hội trước mắt vì không phải lúc nào cũng được may mắn. Tuổi Ất Tỵ, để sống trong cuộc đời này bạn đã vất vả rồi. Tuổi Đinh Tỵ, đời người hữu hạn, tuổi tác chẳng đợi ai. Tuổi Kỷ Tỵ, bao dung mới là con đường dẫn tới hạnh phúc. Tuổi Tân Tỵ, không nên ỷ vào vận may mà biến nhát. Tuổi Quý Tỵ, bạn có xu hướng phức tạp hóa cuộc sống của mình. Con số may mắn số 88, số 68, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi Ngọ, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra có chút kém sắc. Vốn là con giáp thông minh và tài năng, nhưng người tuổi Ngọ lại dễ dàng đánh mất sự bản lĩnh thường ngày vì ảnh hưởng của cục diện tương hại. Tuổi Ngọ chủ động gây gổ, tranh cãi với người khác nên có thể gặp đủ rắc rối. Tình cảm, vận trình tình cảm hòa thuận, êm ấm. Hỏa sinh thổ cho biết giữa các thành viên trong nhà lúc nào cũng có sự tôn trọng lẫn nhau. Người độc thân nhận được sự yêu thương, tỏ tình từ một người bạn mới quen. Tài chính, vận trình tài lộc bất an, con giáp này tỏ ra lo lắng đôi chút vì thu nhập có chút bấp bênh. Cẩn trọng, nên giữ khoảng cách trước các mối quan hệ xung quanh. Tuổi Giáp Ngọ,
làm điều mình thích sẽ chẳng thấy mệt mỏi. Tuổi Bính Ngọ không hứng thú với công việc nên dễ rơi vào tình trạng bế tắc. Tuổi Mậu Ngọ tinh thần làm việc đi xuống, mọi thứ trở nên khó khăn. Tuổi Canh Ngọ việc của mình tự mình giải quyết, không nhờ cậy nổi ai. Tuổi Nhâm Ngọ bản lĩnh nằm ở chỗ bạn có thể điều khiển cảm xúc. Con số may mắn số 29, số 3, màu sắc may mắn màu xanh dương, màu tím, quý nhân phù trợ. Tuổi Tuất. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi Mùi, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra không như mong đợi. Tác động của cục diện tương hình cho rằng con giáp này vì quá đỗi tự tin nên dễ đánh mất tinh thần ham học hỏi. Ngoài ra bản mệnh còn dễ làm mất lòng người khác vì ăn nói thiếu suy nghĩ. Tình cảm. Vận trình tình cảm gây ra xung đột. Thổ vượng nhắc nhở những người tuổi này đừng quá cố chấp với suy nghĩ riêng. Đôi khi bản thân cần phải mềm mỏng một chút thì mới giữ được tình yêu cho mình. Tài chính. Vận trình tài lộc kém sắc, tốt nhất nên lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng nếu không muốn rơi vào cảnh chật vật. Cẩn trọng, tự tin quá mức sẽ thành tự kiêu và ngạo mạn. Tuổi Ất Mùi lo nghĩ cho người khác quá nhiều chỉ thiệt thân. Tuổi Đinh Mùi tình cảm gia đình trải qua không ít trục trặc. Tuổi Kỷ Mùi không thích thì nói không, thích thì nói có. Tuổi Tân Mùi nên chú ý hơn tới cách cư xử với đồng nghiệp. Tuổi Quý Mùi tôn trọng bản thân, tôn trọng suy nghĩ của mình. Con số may mắn số 28, số 7, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ. 9. Tử vi hàng ngày của tuổi Thân, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra bấp bênh khó đoán. Tác động của thương quan dự báo con giáp này sẽ đập đủ rắc rối cũng như tai họa trong ngày hôm nay. Việc ăn nói thiếu suy nghĩ dễ gây ra những hiểu lầm không đáng có, từ đó tự phá hỏng đường tiến thân của bản thân. Tình cảm, vận trình tình cảm đào hoa nở rộ, điều này vừa mang lại thuận lợi, vừa có thể gây ra những rắc rối không đáng có. Người độc thân dễ bị làm phiền bởi nhiều người. Những ai đã lập gia đình dễ vướng vào những mối quan hệ ngoài luồng. Tài chính, vận trình tài lộc bất ổn, thu nhập kém ổn định do tác động chung của tình hình kinh tế thị trường. Cẩn trọng, nên cố gắng giữ khoảng cách an toàn với những người xung quanh. Tuổi Giáp Thân, khoan dung không phải thừa thải để ban phát. Tuổi Bính Thân, sai lầm nối tiếp khiến tinh thần sa sút. Tuổi Mậu Thân, khi không quá toan tính tự khắc mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tuổi Canh Thân, suy nghĩ tiêu cực chưa vực dậy được. Tuổi Nhâm Thân, bạn có quyền đáp ứng những nhu cầu của cá nhân. Con số may mắn số 14, số 35, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Tý. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi Dậu, công việc. Vận trình công việc của những chú gà trong ngày hôm nay diễn ra không quá suôn sẻ. Tam hợp đức sức sẽ định hướng cho người tuổi này trên con đường chinh phục ước mơ. Tuy nhiên, tính cách hiếu thắng và chủ quan có thể kìm hãm khả năng phát triển ở người tuổi này. Tình cảm, vận trình tình cảm tươi sáng đẹp đẽ, thổ sinh kim mang tới cho người độc thân mối duyên lành với người bạn khác giới. Cả hai sẽ tìm được sự đồng điệu đặc biệt và có thể suy nghĩ nghiêm túc về chuyện đám cưới. Tài chính, vận trình tài lộc bất ổn, bản mệnh vẫn chưa tìm được nguồn thu nhập ổn định vì sự kém ổn định trong công việc. Cẩn trọng, dễ mù quáng và suy nghĩ thiếu tinh tế. Tuổi Ất Dậu, có người nhà lo lắng, bạn bè nhớ nhung là quá đủ. Tuổi Đinh Dậu, người độc thân nên mở lòng với nhau hơn. Tuổi Kỷ Dậu, khi quá khổ thì hơi đau mà quan tâm đến người khác. Tuổi Tân Dậu, bạn là người thế nào thì sẽ gặp người thế đó. Tuổi Quý Dậu, chỉ nên để ý tới những người quý mình thật lòng. Con số may mắn số 17, số 69, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Thân. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi Tuất, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra không quá thuận lợi. Người tuổi này được khuyên không nên vội đầu hàng khi gặp bất cứ khó khăn gì. Đừng quên hỏi thăm và
rút kinh nghiệm từ những người xung quanh để định hướng lại con đường phát triển cho riêng bản thân. Tình cảm, vận trình tình cảm có ít xáo trộn, còn giáp này và nửa kia trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời cùng nhau. Người độc thân cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhàng vì nhận được lời tỏ tình đáng yêu từ một người nào đó. Tài chính, vận trình tài lộc bình ổn, điều này giúp bản mệnh cảm thấy an tâm, dễ chịu hơn khi không phải lo lắng quá mức về vấn đề tài chính. Cẩn trọng, tính tình, thẳng thắn cũng có thể gây rắc rối cho bản thân. Tuổi Giáp Tuất, còn trẻ đừng quá hy vọng vào lòng người. Tuổi Bính Tuất, vay mượn thường xuyên, áp lực tài chính. Tuổi Mậu Tuất, xã hội, hiện đại, thứ rẻ nhất lại chính là tình cảm. Tuổi Canh Tuất, lòng người khó lường, đừng quá tin tưởng vào bạn bè. Tuổi Nhâm Tuất, ăn uống thất thường nên dễ mắc các bệnh liên quan đến dạ dày. Con số may mắn số 1, số 3, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi Hợi, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra có điểm đáng lo. Chính quan nâng đỡ giúp bản mệnh đạt được kết quả cao nếu thi cử, ứng cử vào những vị trí mới. Tuy nhiên, con giáp này cần phải có niềm tin vào bản thân thì mới vượt qua được các thách thức ở hiện tại. Tình cảm, vận trình tình cảm kém sự bình yên. Thổ khắc thủy cho biết mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia không thật sự suôn sẻ. Hiểu lầm nào cũng có thể giải quyết nếu như người trong cuộc có sự chia sẻ thẳng thắn cùng nhau. Tài chính, vận trình tài lộc chưa ổn. Do đó, con giáp này cần phải sắp xếp lại việc chi tiêu cũng như nghĩ tới việc tiết kiệm. Cẩn trọng, tâm nhìn hạn chế nên bỏ qua nhiều cơ hội phát triển của bản thân. Tuổi Ất Hợi, dù đang ở đâu, hãy cố gắng cư xử một cách lịch sự. Tuổi Đinh Hợi, nên giữ sự sáng suốt và tỉnh táo trong mọi tình huống. Tuổi Kỷ Hợi, người nhà luôn yêu thương bạn, luôn ủng hộ bạn. Tuổi Tân Hợi, thức dậy có nhà để về, có cơm ăn, đó là diễm phúc. Tuổi Quý Hợi, tình duyên ảm đạm và rạn nứt. Con số may mắn số 9, số 12, màu sắc may mắn màu tím, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Dần.